mấy chục. 70 ngàn. Đây. Đó. Bự đó. Giờ gỡ giùm luôn đi. Gỡ đi. Bên này không có làm được. Kiếm gì đó, anh giờ. Dạ. Con mà dế nhẹ lắm ông nội. Rồi, cô mê. Quá cá nhỏ này dễ hoài vậy ta. Tôi nhá, nhà con bằng cái gì đó không? Dế, gặt cua đồng. Cua đồng ký mấy trăm ngàn. Đồng như mua 20 ngàn câu thấy mộ. Một trong đó đi lìa ra đi nè, lật đúng rồi. Ừ, lật từ từ mày, ngâm câu ở đâu gần đây không? Cái gốc bát nó im. Con xe về xe lấy cái giùm cái. Lấy đi, tao đang câu tao lấy. Bỏ con câu xuống. Đổ tí nước vô. Đang mung rồi. Cá bự. Còn mồi không? Đi rồi. Nghỉ à? Phải mấy ông không? Thổi xe vô đi xuống ghe nè, đi vô trong câu cá khứ già không? Ở đâu? Trong mấy đầu hậu trong á. Gô mê. Gô mê nè Kha ơi. Thấy chưa, thấy chưa? Ê. Mê cái này chê gì nó mày. Quá trời bự. Thì bự rồi. Chỉ hết mồi. Chuyển chỗ khác mà. Đây cá nhỏ không? Đổi chỗ. Thì ở trong á. Ừ.
quá muộn. Hoài sao? Con mày vô vỏ. Một con tiếp. Giờ quên đây. Đây có một cái gì. Này thôi chứ dí gì nữa. Cái này là dừa. Kiếm chỗ có cá câu không ra còn chê. Ăn nuôi cũng được. Nhỏ là chiến xù. Này là chiên giòn quá dừa luôn. Tẩu thoát hả mày? Nhóc quá trơn nè. Gần được nửa thùng rồi. Giờ qua đây tí à. Giờ mình đi kiếm chỗ cá lớn mình câu. Chỗ này cá nhỏ quá. Nghỉ. Đổi chỗ. Cá nhỏ quá câu cũng mì.
nỏ cua mề kha ơi, quả thấy chưa, thấy chưa nói mà quá vàng tươi vô gạo rồi bạn ơi, cua mề ú luôn, tròn vo luôn, nu tròn vo. Ngoài nó chuẩn bị vô rồi đó, câu động động rồi nó vô rồi. Nữa rồi đó. Ôi à, dù gạo khai. Ủa, cá này uống nu trời. Nghĩ rồi. Ui, quá đã. Ba em gù mề liên tục ngày kha. Giật gì không sướng. Cái lóc nè Nguyên. Nút tuốt một gục coi. Lóc nữa. Gồm lóc không. Lóc hoài trời. Mê kìa. Kha làm sao, Nguyên mới lỡ là dính. Kha nãy giờ không dính con nào. Vàng tươi luôn. Quá đã. Vàng tươi. Nguyên, Nguyên. Nó bị gì nó gì? Sọc sọc chứ không biết. Dính phèn. Hả? Cũng không bự lắm. Mập. Con cá đó chắc nãy giờ bự nhất rồi đó.